Tiếp tục video phần thứ ba các bạn ha. Phần thứ hai mình đã giải đến câu 43 rồi. Thì bây giờ phần thứ ba mình sẽ giải quyết những cái câu còn lại luôn được chưa? Đầu tiên là câu 44, cái câu mình phân tích phân của đề số 6. Các bạn để ý cho anh ha, dạng này nó có ra trong đề minh họa, tuy nhiên câu này chúng ta biến tấu đi một tí xíu để chúng ta biết cách làm. Nó khác đi. Đầu tiên cho chúng ta cái hàm f phẩy fb là bằng 0, mục đích để làm gì? Khi chúng ta lấy nguyên hàm f phẩy lên ta được fx thì nó có cái hằng số c đấy. Thì đây là cái điều kiện biên để mình tìm c thôi, được chưa? Và sau đó để tính cái tích phân này thì mình tìm được fx rồi mình ráp vô đây, mình sẽ ra được cái tích phân này. Ok chưa các bạn? Đầu tiên nguyên hàm của f phẩy lên nó sẽ là gì? Là fx. Vậy anh nguyên hàm chính là nguyên hàm qua này lên ha. 2 lần sin x trừ 3 lần sin mũ 3x. Ha, lấy ra từng cái cũng được, hoặc là mình lấy cách nào đó cho nó nhanh nhanh cũng được ha. Anh sẽ làm nhiều cách. Ở đây anh thử làm một cách này ha. 2 lần cái trong này ha, để 2 lần sin x trừ cho 3 lần sin x nhân cho sin bình x. Ok không? Anh đặt gì? Sin x làm nhân tử chung. Trong này nó còn 2 trừ 3 lần sin bình, đúng không? 3 lần sin bình x bằng sin x anh đặt làm nhân tử chung ha. Trong này 2 trừ 3 lần sin bình chính là 1 trừ cos bình. Tại vì giữa sin và cos nó có mối liên hệ là đạo hàm của thằng này thì sẽ ra thằng kia, cho nên anh phải đưa thằng này về cos ha. Tí anh đặt u bằng cos á thì cái thằng còn lại sẽ là sin thôi chứ không có gì hết. Các bạn để ý được chưa? Thì anh sẽ có gì đây các bạn? Sin x ở trong này nó còn là 2, nhân vô là trừ 3 là còn trừ 1, đúng không? Vậy nhân vô nữa nó sẽ là gì các bạn? 3 lần cos bình x trừ 1. Đúng như vậy không? Đến đây mọi người có thể lấy bằng cách là đặt u là bằng cos thì đạo hàm là ra sin. Tuy nhiên anh làm nhanh là làm gì các bạn? Anh viết vi phân thôi. Nguyên hàm của này ha, thật ra nó là nguyên hàm của gì? Của 3 lần cos bình x trừ 1. Anh biết rằng này là cos bình x rồi thì trong này nó sẽ là gì các bạn? Sin x dx chính là d của cos x thôi chứ gì đâu. Đúng như vậy không? D của cos tức là đạo hàm của cos á, vi phân của cos ha, d của cos x thì nó sẽ bằng là sin x dx trừ sin x dx, tại vì đạo hàm của cos là ra trừ sin. Cho nên là chỗ này anh sẽ viết là trừ d cos, đúng không? Được chưa? Và chỗ này anh thêm dấu trừ phía trước các bạn ha. Tại vì đạo hàm của cos là ra trừ sin mà mình đang có sin, cho nên anh viết thành là trừ bằng dấu trừ này để ra ngoài, lấy nguyên hàm lên thôi. Bây giờ thằng này nó giống như là tích phân của cái này dx thôi, x gì đó dx thôi. Và chúng ta lấy nguyên hàm số 3 là lấy nguyên hàm ra là 3 này. Cos bình chúng ta xem giống như là x bình vậy đó, lấy nguyên hàm sẽ là cos mũ 3 x chia 3. 1 lấy nguyên hàm lên là gì? Là x, được chưa? Vậy chúng ta triệt tiêu cái này đi và anh sẽ được gì các bạn? Trừ cos mũ 3x trừ x cộng cho c. Sorry, chỗ này mình là cos x chứ, mình đang là d cos mà, sorry mọi người nhé, nhầm, chỗ anh đang là d cos mà, tức là vi phân thì biến d cos mà, thì chỗ này sẽ là lấy lên nó là cos x chứ, chỗ này nó là cos x. Mọi người để ý ha. Còn khi nào mình vi phân thì biến x á thì một nó lấy lên là x. Còn không, các bạn rối không làm nhanh được á, các bạn đặt u là bằng cos, đạo hàm nó ra là sin x dx trừ sin x dx thôi. Rồi chúng ta có cái điều kiện biên là gì? F0 là bằng b. F0 là bằng b. Vậy chúng ta suy ra được ha, thế vô đây F0 cos 0 là bằng mấy? Cos 0 bằng 1. Vậy chỗ này sẽ là trừ 1 trừ cho 1 cộng c là bằng b. Vậy chúng ta chuyển vế qua nó sẽ được là gì các bạn? C của anh á sẽ là bằng b cộng cho 2. Sorry mọi người, anh nhầm. Tào lao nữa. Ha, nhầm. FB là bằng 0 chứ không phải là F0 bằng B ha. Cái đọc cái đề không kỹ ha. FB bằng 0 ha. FB bằng 0 thì mình thế vô đây ha. Cos của B là bằng mấy? Cos của B là bằng 0 ha. Bằng cos của B ha. Đây là trục cos. Đây, cos của B là ngay đây. Ngay đây thì chiếu xuống trục cos là bằng mấy? Bằng -1 đúng không? Cos của B bằng -1, vậy trừ với -1 thành cộng 1. Cos của B là bằng mấy? -1 ha. Vậy chúng ta sẽ để ý ha, bằng 0 và vế bên này sẽ là bằng 0 nè. Cos thằng này là thành cộng 1 nè. Chỗ này mình nhầm tí nữa nè. Hồi nãy chỗ này á lấy nguyên hàm chỗ này ra, các bạn để ý ha. 3 lần cos bình thì anh lấy là cos mũ 3 chia 3 là không nói gì rồi, mà chỗ này nó có dấu trừ, khi các bạn bỏ dấu trừ ra, bỏ dấu ngoặc ra thì chỗ này thành dấu cộng 1, đúng không? Chỗ này thành cộng 1 đúng chưa?
cộng 1 á, thì anh lại lấy ra nguyên hàm chỗ này sẽ là cộng cos x chứ. Tại vì ở đây anh đã bỏ dấu bằng ra rồi mà, bỏ dấu ngoặc ra rồi mà. Chỗ này là cộng cos x. Vậy các bạn thế chỗ này là cos của bi á, thì nó ra cái gì? Nó ra trừ 1 và chỗ này là trừ 1 nè. Vậy anh viết lại nó sẽ là cộng 1 trừ 1 cộng c bằng 0 nè. Hay nói cách khác các bạn sẽ tìm ra được c của anh là bằng 0. Đơn giản được chưa? Tìm c bằng 0 thì mình sẽ xin được cái hàm fx của anh là đây. Cái hàm fx của anh là đây thôi. Tại vì sao? Là trừ cos x mũ 3 cộng cho cos x thôi. Tại vì cái c này nó bằng 0 rồi. Bây giờ mình sẽ thế vào ha, trừ cos x mũ 3 cộng cho cos x, thế vào cái tích phân của mình. Tích phân của mình nó sẽ là chạy từ 0 tới pi chia 2. Ở trên này sẽ là trừ cos mũ 3 của x cộng cho cos x chia cho sin bình x cộng 1. Cách thứ nhất các bạn làm gì các bạn? Làm ta để ý. Ví dụ như anh đặt t là bằng sin x được không? Đạo hàm nó sẽ ra cos x. Ví dụ anh biến đổi nè. Thằng này á ax đúng không? Đơn giản ha. Thằng này ở trên này anh đặt nhân tử chung là gì? Cos x là làm nhân tử chung. Thì trong này nó sẽ là gì? Trừ cos bình x cộng cho 1. Đúng như vậy không? Nhân vô lại coi đúng không? Đúng. Ở dưới này sẽ là sin bình x cộng 1 dx. Anh đặt u là bằng gì? Sin sin bình x. Sin bình x. U bằng sin bình x luôn được không? Không, đặt u bằng sin x thôi ha. U bằng sin x thôi, đơn giản thôi, đừng đặt số sin bình x khó. U bằng sin x thì chia được cái gì các bạn? Du sẽ bằng là cos x dx. Các bạn chú ý cho anh này, chỗ này anh sẽ thay vào này, để ý ha, thay vào. Trước khi thay vào thì anh biến đổi chỗ này tí xíu. Trừ cos bình, 1 trừ cos bình chính là sin bình x thôi. Đúng không? Tại vì sin bình cộng cos bình bằng 1 thì 1 trừ cos bình là bằng sin bình, và chỗ này mình bỏ đi chưa? Vậy cái khi mà mình đổi á thì cái biến của mình nó sẽ như thế này này. Ở trong này cos x mà đi nhân với dx á thì nó thành gì? Nó thành du. Vậy viết thành du. Chỗ này là sin bình x, đặt u là bằng sin x cho nên chỗ này là u bình. Chỗ này nó sẽ là gì? U bình cộng 1. Đơn giản không? Tích phân bây giờ mình phải đổi cặn thì phải đổi, đổi biến thì phải đổi, đổi cặn ha. X bằng 0 thế vào đây, sin 0 bằng mấy? Sin 0 bằng 0. X bằng pi chia 2, sin pi chia 2 bằng mấy? Không nhớ thì vẽ cái đường tròn lượng giác ra, pi chia 2 tại đây, vậy sin pi chia 2 là bằng 1. Được chưa? Vậy tích phân bây giờ mình đơn giản không? Thằng này tích phân giải sao các bạn? Anh thay bớt thôi, từ 0 tới 1 nè. Ở trên này có u bình anh cộng cho 1 để giống ở dưới đi. U bình cộng 1, cộng 1 thì phải làm gì? Trừ 1 đi. Được chưa? Du. Rồi, ở đây tách ra ha, bằng ha. Tích phân từ 0 tới 1, ở trong này nó sẽ là tách cái thằng này chia này, nó sẽ là 1 nè, trừ cho 1 chia u bình phương cộng 1 nè, tất cả du nè. Mình lấy nguyên hàm số 1, lấy nguyên hàm đó là u, lấy cặn từ 0 tới 1, được chưa? Trừ cho 1 chia cho u bình cộng 1, lấy nguyên hàm sau đây, tích phân từ 0 tới 1 của du chia cho u bình cộng 1. Nếu mà chúng ta giải bằng phương pháp tự luận thì chỗ này các bạn phải đặt là gì? U là bằng x tan t ha, bằng x bằng u tan t đó, được chưa? Để chúng ta giải cái dạng này. Tuy nhiên ở đây mình trắc nghiệm mà, mình bấm máy cái thằng này được các bạn ha. Anh bấm máy nè. Tích phân từ 0 đến mấy? 1. Ở trong này là du chia cho u bình phương cộng 1 đúng không? Tức là 1 của các bạn đó chia cho x bình phương cộng 1. Cộng 1 nó bằng bao nhiêu? Bằng pi chia 4, được chưa? Vậy mình ráp vô luôn ha. Pi chia 4 thì ở đây là bằng nè. Thằng này lấy cặn vô nó sẽ ra 1 nè. Tại không thấy vô bằng 0 rồi. Trừ chỗ này là pi chia 4 nè. Đúng chưa? Trừ pi chia 4. Vậy anh được cái tích phân này là 1 trừ pi chia 4. Anh ra được tích phân xong xuôi chưa? Có gì chỗ nào sai sót không? 1 trừ pi chia 4 ha. Là mình đang có cái dạng là gì? Dạng là A trừ B pi chia C. Vậy A của mình bằng mấy? A của mình bằng 1, B của anh là bằng trừ 1 đúng không? Và C của anh là bằng 4. Bây giờ nó hỏi gì? Ba cái cộng lại, cộng thằng này lại bằng 0, 0 cộng 4 là bằng 4. Được chưa? Đáp số có cái nào 4 không? Sai chỗ nào rồi mà không có đáp số là 4 đây? Sau khi nhìn lại thì biết sai ngay lập tức ha. Mình giải ra rồi đó, nhưng mà chỗ này khi mà ráp vô mình lại sai này ha. A của anh là bằng 1 là đúng rồi. Chỗ này công thức nó đang là trừ B. Vậy mình đang có sẵn là trừ B rồi. Vậy cái B của anh là bằng bao nhiêu? B của anh bằng 1 chứ đâu phải là bằng trừ 1. Thấy chưa? Tí nữa nó có đáp án là bằng 4 là anh tiêu rồi đúng không? Cho nên cẩn thận.
giống như anh ha. Ở đây nó có dấu trừ b chia 4 rồi nè, lại ráp vô đây nó phải là trừ b chia c này. Vậy cái b nó là 1 chứ không phải là trừ 1. Vậy cộng 3 này lại 1, cộng 1 là 2, 2 cộng 4 là 6. Đáp số của mình là câu A ha. Bài này cũng khá hay, thấy chưa mọi người. 45 mình giải rồi, mình vượt qua câu 46. Xóa chỗ này đi tí ha. Rồi, 46 là cái câu mà chế lại cái câu trong đề thi chính thức của mình ha, năm 2018 hay 19 gì đó anh quên mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ mình làm sao? Đây là cái dạng mà giá trị viễn thức A cộng 2B là bằng bao nhiêu ha. Rồi các bạn chú ý cho anh. Mình đánh giá chỗ này thôi, tại vì nó là logic mà. Các bạn cái đánh giá chứ không đánh giá thì chúng ta không có giải được. Ok. Rồi, để ý AB các bạn là hai số dương thỏa mãn logic cơ số 10A cộng 3B cộng 1 của cái đó cộng cho cái, các bạn thấy nó có tính chất gì hơi đối xứng không? Ở dưới này là 10A cộng 3B cộng 1. Ở bên này nó là 10AB, 10A cộng 3B cộng 1 nó lại nằm bên trong cái biểu thức logic. Ở dưới này nó là cơ số, kiểu gì tí nữa mình sẽ dùng gì? Dùng Pythagore là mình ra. Đúng không? Dùng Pythagore là ra thôi chứ không có gì hết. À sorry mọi người. Dùng bắt đẳng thức Cauchy là ra. Tại vì khi mà các bạn nhân lại, các bạn nhớ cho anh này, logic cơ số A của B mà nhân với lại logic cơ số B của C thì nó sẽ bằng logic cơ số A của C. Có đúng mình có cái tính chất này không? Các bạn thấy ha, các bạn thấy ha, có phải là cái cơ số của thằng này nó đang là cái biểu thức trong logic của thằng kia không? Giống giống này chưa? Vậy mình chỉ cần biến đổi này đi tí xíu nữa là xong. Rồi, đầu tiên mình coi cái biểu thức logic đầu tiên. Ở trong cái biểu thức logic này anh có 25A bình phương cộng B bình phương cộng 1. Anh áp dụng bắt đẳng thức Cauchy cho hai số này là hai số dương vì AB của anh dương. Hai số là 25A bình và số là B bình. Thằng này sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn của A. Hai số nhân lại với nhau đúng không? Là tức là 25A bình nhân B bình là nó lớn hơn bằng bao nhiêu các bạn? Lại các căn 25 là 5 lần AB đúng không? Rồi sau đó các bạn cộng 1 nữa đúng chưa? Vậy có phải cái biểu thức ở trong này của anh á, cái logic cơ số 10A cộng 3B cộng 1 của 25A bình phương cộng B bình phương cộng 1 thì anh đã đánh giá được nó lớn hơn hoặc bằng logic cơ số 10A cộng 3B cộng 1. Ở trong này bây giờ mình thế vô là gì? 5AB cộng 1 là xong. Tại vì anh đã đánh giá ở trong nó dựa vào bắt đẳng thức Cauchy đánh giá được như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vô ha, ráp vô cái biểu thức của mình ha. Ở bên vế phải của anh là số 2 này, bên vế trái của anh là thằng này. Thằng này lúc này sẽ tương đương cái gì các bạn? Logic cơ số 10A cộng 3B cộng 1 của ở trong này là 5AB cộng 1 đúng không? Nó cộng với thằng này. Các bạn để ý vì AB của anh là số dương hết, cho nên có phải thằng này nó cũng dương, nguyên cái cụm này nó cũng dương, tất nghĩa là số này nó cũng dương và số logic này nó cũng dương luôn. Và anh dùng bắt đẳng thức Cauchy cho hai cái số tờ đùng đó. Trong khi anh đã đổi được cái này đi rồi. Vậy thằng này mà cộng cho logic cơ số 10AB cộng 1 của gì đây? Của 10A cộng 3B cộng 1. Nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn của A nhân B là hai hàng quỹ này nhân lại. Được chưa? Hai hàng quỹ này nhân lại mọi người thấy sao? Có phải cái cơ số của thằng này nó giống cái gì? Nó giống cái phần biểu thức bên trong logic của thằng kia không? Đây, cái cơ số của thằng này là giống biểu thức bên trong logic của thằng kia. Cho nên áp dụng tính chất logic cơ số A của B nhân logic cơ số B của C thì sẽ bằng logic cơ số A của C. Tức là cái B này nó rút gọn đi rồi. Mọi người hiểu tương tự như vậy thôi chứ nó không phải rút gọn ha. Và nhân vô thì có phải thằng này với thằng này mất. Nó còn lại logic trong này là cơ số gì? 10AB cộng 1 của 5AB cộng 1. Đúng như vậy không mọi người? À, các bạn lưu ý, lúc nãy mình thiếu một cái là gì? Khi áp dụng bắt đẳng thức Cauchy ra chỗ này, các bạn nhớ ha. Ở chỗ này anh lấy A cộng B lớn hơn bằng 2 lần căn AB. Căn cái này là ra 5, căn cái này ra A, căn cái này ra B. Còn phía trước có số 2 là anh bỏ sót rồi nè, thấy không? Vậy chỗ này nó có số 2 nhân vô đây nè, mới đúng chứ đúng không? Đúng chưa? Theo bắt đẳng thức Cauchy chỗ này là A cộng B này lớn hơn bằng 2 căn AB này. Đó là bắt đẳng thức Cauchy. Anh xem cái này là A này, anh xem cái này là B này. Vậy anh có số 2 phía trước này nữa, anh bị sốt ha. Vậy chỗ này nhân vô nó sẽ là 10AB cộng 1 mới đúng chứ đúng không? Vậy chúng ta vừa y chang luôn. Vậy chỗ này thế vô nó sẽ là 10AB cộng 1. Đó. Vậy chỗ này nó sẽ là 10AB cộng 1 mới đúng. Vậy khi mà nhân lại á, thì nó mất luôn.
đúng chưa? Nó trở thành là logic cơ số 10AB cộng 1 của 10AB cộng 1, tức là chỗ này là 10AB cộng 1 này. Đúng không mọi người? Vậy thằng này logic cơ số A của A là bằng 1 đúng không? Vậy chỗ này sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Được chưa? Lớn hơn bằng 2. Ở bên trái của mình á, mình chứng minh nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2. Ở bên phía phải á, nó là con số 2. Vậy thì rõ ràng nó có nghiệm duy nhất là gì? Là bằng 2 thôi. Tức là thằng này chỉ có bằng 2 thôi, được không? Rồi, bạn thằng dấu bằng xảy ra khi nào các bạn? Quan trọng là các bạn tìm A cộng cho 2B là bằng bao nhiêu này. Rồi, dấu bằng xảy ra khi nào? À, mình cứ áp dụng bất lẫn thức Cauchy chỗ nào thì mình xài cái dấu bằng ngay chỗ đó cho anh. Đầu tiên anh đã áp dụng bất lẫn thức Cauchy chỗ này, cho nên dấu bằng xảy ra khi nào? Khi A bằng B. A ở đây là 25 A bình bằng B ở đây là B bình. Và anh lấy căn ra, anh sẽ được 5A là bằng B đúng không? À, anh suy ra được B là bằng 5A. Dựa vào cái bất lẫn thức Cauchy đầu tiên, anh suy ra được B là bằng 5A ha, B bằng 5A là theo bất lẫn thức Cauchy mà anh xài đầu tiên ha, cái chỗ đầu tiên. Tiếp theo mình cần hai ẵng hai phương trình mà. Ở đây có chỗ nào nữa? À, dưới này mình cũng xài bất lẫn thức Cauchy cho hai số này nữa nè, hai số này nữa. Có phải mình được A là bằng B không? Tức là cái logic này sẽ bằng cái logic này, đúng chưa? Mà các bạn nhìn nhanh cho anh, hai logic này mà bằng nhau khi nào? Khi cái thằng này bằng thằng kia thôi. Khi cái thằng này bằng thằng kia thôi ha. Tại vì ở trên này nó giống ở dưới này luôn rồi. Đây với đây nó giống nhau, đây với đây nó giống nhau. Thì khi và chỉ khi ha, theo bất lẫn thức Cauchy thứ hai thì anh có 10A cộng 3B cộng 1 sẽ bằng 10AB cộng 1. Đúng chưa? Theo bất lẫn thức Cauchy thứ hai. Rồi, chỉ có hai cái này bằng nhau thì sinh ra hai này sẽ bằng nhau là cùng bằng 1 thôi chứ không có gì hết ha. Vậy ở đây có bạn có hai phương trình hai ẵng. Bạn thế B bằng 5A vô đây ha. Thì anh viết là 10A cộng 5 mà nhân cho 3B, 3 nhân 5 là được 15. 15A bằng 10A nhân B là bao nhiêu? 5A nữa cộng 1. Ở trên này các bạn vẫn giữ lại B bằng 5A ha. AB là số dương hết nha các bạn theo đề. Vậy chúng ta bấm phương trình thử ha. 1 5 3. Phương trình bậc 2 theo A này, bên này sẽ là 5 nhân 10 là 50 đúng không? Bằng bên này các bạn có 10 cộng 15 là được 25, vậy chuyển vế qua nó sẽ là trừ 25A. Bên này là số 1 bằng anh có một nghiệm là 5 cộng căn 17 và 5 trừ căn 17 hả? Có nhầm không mà ra số 6 vậy mấy đứa? Chắc là nhầm chỗ nào rồi, đi thi mình cũng vậy ha, mình để ý số 6 thì mình quan sát ha. 10AB cộng 3B cộng 1, 10AB cộng 3B cộng 1 là bằng 10AB cộng 1 đúng không? 10AB cộng 1. Vậy anh đáp vô ha, B bằng 5A. Thế vô đây là 10A giữ lại nè, 5 mà nhân cho 3 là ra được 15A đúng rồi. À, chỗ này có số 1 nữa, bị thiếu rớt số 1 chỗ này. Đây có số 1 rớt số 1 nè. Vậy trừ số 1 này đi, trừ số 1 này đi, bỏ số 1 này đi. Vậy phương trình của mình bấm lại ha, nó là 50 là đúng rồi, trừ 25 đúng rồi. Nhưng mà cái hằng số C nó bằng 0 ha. Vậy anh được một nghiệm là 1 phần 2 và một nghiệm bằng 0 ha. 1 phần 2 và 0, tức là anh được A bằng 1 phần 2 hoặc là A bằng 0. Vậy mình loại cái nghiệm này đi, tại vì đề bài nói A là số dương mà. Vậy là với A bằng 1 phần 2 chúng ta thế lên tìm B ha. Suy ra B của anh là bằng 5A, tức là 5 nhân cho 1 phần 2 là 5 phần 2. Được chưa? Có A có B rồi, họ hỏi A cộng 2B, tức là 1 phần 2 cộng 2 nhân cho B là 5 phần 2. Vậy anh được 1 phần 2 mà cộng cho 5 ha. 5 chính là 10 phần 2 đúng không? Vậy cộng vô nữa là 11 phần 2. Đáp số của mình là câu nào? Câu B đúng chưa? Câu B. Ok, mọi người hiểu không? Đó. Ở đây chúng ta đánh giá cái này là đánh giá cái logic dùng bất lẫn thức Cauchy bình thường thôi. Đi thi chúng ta xài hai cái đó là Bunyakovsky và Cauchy. Nhưng mà Cauchy nó xài rất là nhiều tại vì nó học ở chương trình lớp 10. Và chúng ta xài rất là nhiều. Tùy vào vị trí mà anh thấy, các bạn hay thấy anh xài Cauchy rất là nhiều ha. Thì chúng ta đánh giá rất là nhanh và hiệu quả nữa. Rồi, đi qua câu tiếp theo coi. Câu số 47. 47, mọi người nhìn thấy ghê quá đúng không? S là tập hợp tất cả giá trị của tham số thực M sao cho giá trị nhỏ nhất của cái hàm Fx là bằng 34 chia cái căn gì đó ha, trên cái đoạn 0,3 là bằng 2. Thật ra đây chỉ là bài toán đơn giản tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên đoạn thôi. Là mọi người sao? Mọi người coi này, trên đoạn 0,3 này, coi nó có tồn tại điểm cực trị hay không. Sau đó mọi người nếu tồn tại á, thì mọi người sẽ tính F tại 0 này, F tại x0 này và F tại 3 này, so sánh cái nào lớn nhất á, thì cái nào nhỏ nhất á, thì các bạn lấy bạn cho bằng 2, tại vì đề bài đang nói nó bằng 2 mà, được bạn giải ra M thôi. Nhưng mà nhìn vô thấy nó ghê quá, mình phân tích từ từ nè.
cái biểu thức fx của anh á, ha, biểu thức fx của anh á, nó bằng 34 chia cho căn của x mũ 3 trừ 3x cộng 2m tất cả bình phương cộng 1. Đúng chưa? Biểu thức này nhỏ nhất khi nào các bạn? À, nhỏ nhất khi nào? Các bạn để ý 34 này bỏ vô cho vui thôi. Nào mà tính giá trị nhỏ nhất thì mình mới tính ra thôi. Tại vì sao? 34 này là hằng số, nó có ảnh hưởng không? Không. Số 1 này là hằng số, có ảnh hưởng không? Không. Vậy thằng này nhỏ nhất khi nào? Khi cái biểu thức mà cái căn này nè là lớn nhất. Khi cái căn này làm lớn nhất. Tại sao? Cái căn này đang nằm dưới mẫu mà. Thì cái căn này lớn nhất thì nghịch đảo lại cái tử này, cái này phải lớn, phải là nhỏ nhất không? Được chưa? Mình đánh giá vậy để mình suy ra được yêu cầu bài toán nè, cầu bài toán nè sẽ tương đương với lại cái này là lớn nhất. Mà cái này các bạn khi bỏ ra nó sẽ là gì các bạn? Trị đối của x mũ 3 trừ 3x cộng 2m thôi chứ gì đâu. À, yêu cầu thằng này maximum à, trên cái đoạn là bao nhiêu? À, đề bài cho là bao nhiêu? 0 đến 3. Lập. Được chưa? Đố các bạn là bằng bao nhiêu? À, bằng bao nhiêu? Cái maximum này nó sẽ bằng bao nhiêu? Để mình tí mình giải ra m chứ. À, quan sát này, đề bài cho cái này min là bằng 2. Vậy mình thế vô đây. Cái thằng này bằng bao nhiêu? Cái thằng này bằng bao nhiêu? Để cộng với 1 rồi lấy 34 chia cho nó thì bằng 2. Đúng không? Mình cần cái biểu thức này là bằng 2 đúng không? Bây giờ tính lớp 5, lớp 6 thôi cũng biết nữa. Chỗ này bằng mấy các bạn? 34 mà chia cho mấy thì bằng 2. Có phải chia cho 17 không? Chia cho 17 mà ở đây có 1 rồi, có phải nguyên cái cụm này chỉ cần bằng 6 là xong không? Hay nói cách khác, yêu cầu bài toán của anh là trở về là gì? Tìm giá trị lớn nhất của cái hàm này trên cái đoạn 0,3, sao cho giá trị lớn nhất nó bằng 6 và chúng ta tìm m. Ok chưa? Vậy anh quy bài toán này về đây chưa? Xong, xong phim ha. Bây giờ làm bài toán bậc 3 đơn giản. Mình xét cái hàm bên trong này, cái hàm g của mình là bằng gì? X mũ 3 trừ 3x cộng 2m. Các bạn g phải nó ra cho anh coi là bằng gì? 3x bình phương trừ 3, xài hoài luôn ha. Chúng ta thấy g phải mà bằng 0, mình có hai nghiệm là gì? X bằng 1 và x bằng trừ 1. Thẳng tay loại cái thằng nào? À, loại cái thằng này đi. Trừ 1 nó không nằm trong đoạn 0,3 ha. Rồi chúng ta quan sát. Vậy chúng ta có bao nhiêu cái g? Cái g tại 1 là 1 nè. Cái g tại bao nhiêu? Cái g tại 1 bằng g tại 0 bằng và g tại 3 bằng. Ta phải tính ba cái g này ra và chúng ta coi thử thằng nào là lớn nhất, thằng nào là nhỏ nhất. Mình đang cần tìm là tìm thằng lớn nhất đúng không? Vậy mình đầu tiên anh sẽ loại cho các bạn coi nè. Anh có hai nghiệm là cộng trừ 1 đúng không? Đây là trừ 1 nè. Đây là cộng 1 nè. Đây là 0, đây là 3 nè. 0, đây là 3 nè. Nếu mà xét dấu ha, trong khoảng hai nghiệm sẽ trái dấu với A. A đang mang dấu dương. Vậy nếu mà anh xét dấu xương ở chỗ này á, thì trong khoảng hai nghiệm này sẽ mang dấu âm. Ngoài này sẽ cùng dấu là mang dấu dương. Vậy hàm số của anh trong cái đoạn 0,3 nó sẽ là đi xuống như vậy nè. Đi lên vậy nè. Đúng chưa? Đây là g tại mấy? Tại 1 nè. Đây là g tại mấy? Tại 0 nè. Đây là g tại 3 nè. Mọi người để ý mình đang tìm giá trị lớn nhất. Vậy có phải nó là g1 không? Không thể nào là g1 được. G1 là điểm cực tiểu mà làm sao lớn nhất được. Vậy thật ra bài toán của mình chỉ là đi so sánh cái giá trị g1 và g0 và g3 thôi. G này bằng bao nhiêu không quan tâm. Tại vì nó là điểm cực tiểu, nó không thể nào mà so sánh được với hàng kia được. Mình đang cần là cần cái điểm cực đại hoặc là điểm mà có giá trị lớn nhất. Được chưa? Vậy anh tính g0 ra. G0 các bạn thế vào đây cho anh. Nó là bao nhiêu? Thế vô 0,0 nó sẽ là 2m đúng không? Anh tính ra ha. À, tí nữa anh sẽ nói sao. G tại 3 bằng bao nhiêu các bạn? G tại 3 chúng ta thế vào đây ha. 3 bình 3 mũ 3 lên là 27. Thôi bấm máy tính đi. 3 mà nhân cho ha. 3 mũ 3 lên là 27 này. Trừ 3 nhân 3 này là bằng 18. 18 cộng 2m đúng không? 18 cộng 2m. Rồi g tại 0 các bạn thế vô nó sẽ là 2m. G tại 1 anh tính luôn để tí nữa anh nói cho các bạn hiểu ha. G tại 1 thế vô đây là 1, 1 mà trừ cho 3 là trừ 2. Vậy 2m trừ 2. Nếu mà anh xét cái hàm gx á, bên trong cái trị đối á, thì rõ ràng là anh gì? Anh không cần quan tâm đến g1 như nói lúc nãy. Tuy nhiên đề bài của mình là cái hàm trị đối đó, cho nên mình phải quan tâm luôn cái g1. Tại sao? Tại vì khi lấy trị đối lên, mọi người thấy cái thằng này nó sẽ nghịch đảo lên. Nếu nó nằm bên dưới trục của x, nó sẽ như thế nào? Nó nghịch đảo lên trên, đúng không? Đồng biến trở thành nghịch biến. Cái hàm mình nó nhiều khả năng nó trở thành như vậy. Và g1 cũng có thể rơi vào trường hợp là giá trị lớn nhất, vì đây là hàm trị đối.
Nếu các bạn nào học trị đối anh mấy cái video trước thì bạn sẽ hiểu. Vậy chắc ăn chỗ này là làm gì? So sánh ba giá trị luôn cho anh. Được chưa? Vậy ba giá trị này mình sẽ có bỏ trị đối vô ha. Nó sẽ là trị đối của thằng này, trị đối của thằng này và trị đối của thằng này. Được không? Rồi, bây giờ mọi người chú ý này, chỉ cần dựa vào kiến thức trị đối thông thường, anh sẽ đánh giá và anh loại bớt đi một trường hợp. Trường hợp đó là trường hợp nào các bạn để ý cho anh? À, các bạn để ý M của mình á, có thể dương, có thể âm, đúng không? Có thể bằng 0. Ví dụ M bằng 0 các bạn thế vào đây, chỗ này nó sẽ bằng 0. Chỗ này nó sẽ còn lại trừ 2, mà lấy trị đối thì nó sẽ lên 2, đúng không? Chỗ này các bạn thế vô đây 0, nó còn lại 18. Vậy rõ ràng cái thằng này nó cũng là nhỏ nhất, tức là anh sẽ loại thằng này đi. Đúng chưa? Trường hợp M âm cũng vậy. M âm á, thì mọi người thấy sao? Chỗ này M âm á, thì thằng này lấy ra nó cũng dương. Tuy nhiên thằng này nó âm thì lấy ra nó sẽ dương. Âm mà nhân với số 2 thì nó sẽ âm, đúng không? Sau đó các bạn trừ 2 nữa nó âm. Thì cái âm này và cái âm này cái nào lớn hơn các bạn? À, cái âm này nó khi lấy trị đối nó cũng lớn hơn. Tương tự trong trường hợp này, khi lấy trị đối này nó vẫn lớn hơn, đúng không? Ví dụ anh cho là âm 4 chẳng hạn. Anh thế vào đây, âm 4 nhân 2 lên âm 8, thằng này lấy trị đối ra 8. Âm 4 nhân 2 chỗ này các bạn đã lên âm 8 rồi, mà trừ 2 nữa là lên âm 10. Vậy các bạn lấy trị đối lên 10 nó vẫn lớn hơn này. Đúng chưa? Trường hợp này cũng vậy thôi. Được không? Rồi, vậy chúng ta để ý. À, vì nó dính cái M nó dính tới 2 cho nên ta phân tích như vậy. Còn trường hợp dương thì chắc chắn thằng này và thằng này nó phải lớn hơn này rồi. Đúng không? Tại vì khi mà trừ xuống nó âm nhưng mà lấy trị đối lên nó dương. Vậy anh loại cái trường hợp này đi. Loại cái trường hợp này đi. Anh chỉ còn lại hàm này nó đạt giá trị lớn nhất chỉ là thằng này và thằng này thôi. Được chưa? Rồi anh giải cho các bạn coi ha. Mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, à, trường hợp thứ nhất ha. Nếu mà cái trị đối của 2M18 cộng 2M này nó lớn hơn hoặc bằng cái trị đối của 2M trừ 2, tức là thằng này lớn hơn này á, thì sao? Anh sẽ được gì các bạn? Max của anh á là thằng nào? Max của anh là thằng này, đúng không? Tức là trị đối của 18 cộng 2M nó sẽ bằng, đề bài cho bằng mấy? À, bằng 6, hồi nãy mình tính là bằng 16, đúng không? Hồi nãy mình lý giải ra là nó bằng 16. Hồi nãy anh nhớ đây, bằng 6 chứ ha, 6 ha. Nãy mình lý giải ra là nó bằng 6, vậy cho này bằng 6. Được chưa? Các bạn giải chỗ này, các bạn tìm ra cho anh thử M bằng bao nhiêu. Bằng 6 hay 16 các bạn? Coi lại coi kỹ cho anh coi. Chỗ này là 3, 4 đúng không? Chỗ này là 7. Nếu mà 7, à, 6 cộng 1 là 7, 3, 4 mà chia cho 7 là ra 12 rồi, không phải. Chỗ này sẽ là 16 mới đúng chứ, đúng không? 16 mới đúng. 16 10 mát là 16, để cộng 1 lên là 17. 34 mà chia 17 thì mình mới được là 2, đúng không? Vậy chỗ này anh nhắc lại là, anh chỉnh lại là 16 nha. Nãy anh vội quá, anh nhầm. Vậy chỗ này cho nó bằng 16. Vậy các bạn giải ra ha. Trị đối mà bằng 16 mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 18 cộng 2M bằng 16. Vậy anh ra được nghiệm là bao nhiêu và nghiệm bao nhiêu các bạn? M bên này sẽ là 18 chuyển qua bên này. Đầu tiên này, 18 cộng 2M là bằng 16, đúng không? Chuyển vế qua là còn trừ 2 chia 2M bằng trừ 1. Còn nếu nó bằng trừ 16 thì sao? Nếu nó bằng là trừ 16, trường hợp âm á, thì mình chuyển vế qua trừ 18 mà trừ cho 16 nữa. Trừ 18 trừ 16 nữa là bao nhiêu? Trừ 34, đúng không? Trừ 34. Các bạn chia 2 xuống là ra bao nhiêu? Trừ 17. Nè, M bằng trừ 17. Trừ 17. Vậy chúng ta coi hai trường hợp này ha. Chúng ta loại bớt một trường hợp đi. Tại vì có một trường hợp nó sẽ không thỏa cái điều kiện mà chúng ta đang xét đây. M bằng trừ 1, chúng ta thế vào đây. 2 nhân với trừ 1 là ra trừ 2. Trừ 2 với trừ 2 là trừ 4. Lấy ra nó sẽ là 4. Lấy trị đối sẽ là 4. M bằng trừ 1 thế vào đây nó sẽ là trừ 2 cộng này là ra 16. Là thỏa, đúng không? Thế vào đây nó thỏa. M bằng trừ 17 các bạn thế vào đây nó có thỏa không? Trừ 17 mà nhân 2 anh thế là ha. Là 2 mà nhân cho 17 là ra trừ 34, đúng không? Trừ 34 mà trừ 2 nữa là trừ 36. Còn các bạn thế vô đây ha, trừ 36 mà lấy trị đối nó ra 36, đúng không? 36. Còn trong trường hợp các bạn thế vô đây, 18 mà nhân cho 2, à, cộng cho 2 chứ, nhân cho trừ 17. Đó, nó bằng bao nhiêu? Trừ 16, tức là lấy trị đối nó ra là 16. Vậy nó có thỏa không? Loại đi. Tại vì bên mình thằng này sao nhỏ hơn này được, được không? Mọi người giải ra hai trường hợp, mọi người loại một trường hợp điều kiện ha. Rồi tiếp tục mình giải tiếp theo là gì? Nếu trong trường hợp mà cái trị đối của 18 cộng 2m này nó nhỏ hơn trị đối của 2m trừ 2 thì mình sẽ có cái nào? Cái thằng này sẽ là cái giá trị lớn nhất, đúng chưa? Tức là gì? 2m
trừ 2 của anh sẽ là lấy giá trị lớn nhất và anh cho nó bằng 16. Và anh giải ra ha. Trường hợp này các bạn giải ra anh chuyển qua là 2m sẽ bằng 18 chia 2 a 2m trừ 2 bằng 16 này, chuyển qua nó sẽ là 18, 18 chia 2 là được 9 đúng không? M bằng 9. Và tiếp theo là trừ 16. Trừ 16 thì chuyển vé qua trừ 16 cộng 2 là trừ 14, chia 2 xuống là trừ 7. Tương tự mọi người thế vô nó sẽ loại đi một đáp án ha, đáp án này loại ha. Rồi anh sẽ có m bằng trừ 7 hoặc m bằng trừ 1, có 2m thôi. Vậy đề bài hỏi gì? Tính tổng các phần tử, tức là anh lấy m bằng trừ 7, anh cộng với m bằng trừ 1, đáp số của anh là s của anh là trừ 7 cộng 1 là ra trừ 8 ha. Rồi coi có đáp án không? Đó là câu B. Mọi người chú ý cái bài này ha, cách giải anh nói lại. Anh nói lại cách giải. Đầu tiên á là nó làm khó đi, nó cho cái hàm mình phức tạp nhưng mà mình phân tích ha. À, cái hàm mình yêu cầu đặt giá trị nhỏ nhất mà mình thấy cái này là hằng số, cái này là hằng số, cái này đang ở dưới mẫu. Vậy thằng nguyên cái này mà nhỏ nhất khi cái cụm này là lớn nhất. Mà thằng này lớn nhất á khi nào? Thằng này bỏ ra nó là trị đối của x mũ 3 trừ 3x cộng 2m. Nó quay lại cái bài giống như trong cái đề mà bộ cho chúng ta thì mình họa đúng không? Thật ra làm khó đi tí xíu. Thì khi nó là trị đối thì mình đầu tiên mình xét cái hàm bên trong trị đối. Khi xét hàm bên trong trị đối mình thấy nó có điểm cực trị x0 là bằng 1. Vậy mình loại cái nào mà không phải là cực trị đi. Tức là mình cần tính giá trị của hàm tại ba điểm là 1, 0 và 3. Đây là hai cái cận, còn đây là giá trị cực trị, được chưa? Mà mình đang tính là tính cái hàm trị đối cho nên anh bỏ trị đối vô. Sau khi bỏ trị đối vô anh sẽ phân tích để anh loại đi một trường hợp, được chưa? Anh còn hai trường hợp. Hai nếu mà không có trị đối thì mọi người sẽ dùng cái bảng biến thiên, còn có trị đối thì mình phải so sánh trị đối thôi cho nó dễ. Loại được hai trường hợp thì mình cũng sẽ cho thôi. Trường hợp thứ nhất là mình giả sử thằng này lớn hơn này thì thằng này sẽ là giá trị lớn nhất. Mình giải ra, tất nhiên mình kèm điều kiện nó theo để mình loại đáp án. Trường hợp thứ hai ngược lại, nếu thằng này nhỏ hơn thì thằng này sẽ là thằng lớn nhất và mình giải ra mình cũng loại được đáp án. Và anh có hai trường hợp, hai giá trị m mình cộng lại là bằng trừ 8, được chưa? Nhớ nha, nó ra lại còn làm được đấy. Thì chỗ này nó có thể chế đi một tí xíu là sao? Thay vì nó cứ cho giá trị lớn nhất bằng 2 thì nó đổi là gì? Giá ở đây là giá trị lớn nhất đúng không? Thì thằng này sẽ là giá trị nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì nó đổi lại thành lớn nhất được không? Lớn nhất thì lúc đó thằng này lớn nhất khi thằng này nhỏ nhất. Bài toán cũng dễ chang vậy nhưng mà lấy giá trị nhỏ nhất. Hoặc ví dụ giá trị lớn nhất bằng 2 lần giá trị nhỏ nhất bằng 3 lần giá trị nhỏ nhất, min là bằng 2 lần max chẳng hạn. Đó thì mình cũng sẽ phân tích từng cái sao mình cho cái này vô cái phương trình là mình giải ra mình tìm m. Hiểu chưa? Đó là cái cách chung để mình làm bài này. Thì khi nó đổi đi ra đề tất nhiên bộ sẽ đổi đi chứ không lại cho y chang như trong đề minh họa đúng không? Thì mình cũng cách làm được ha. Rồi mình qua câu 48. Câu 48 này làm thấy cái dạng này quen không? Anh phân tích mấy lần rồi, trong từng dạng bài rồi, trong bao nhiêu đề có gặp lại rồi. Tại vì khi chúng ta thấy cái biểu thức liên hệ này, hàm biểu thức liên hệ này là dính tới hàm logic và một cái hàm đa thức ở ngoài này thì chắc chắn ta không thể giải một cách bình thường được. Hai loại hàm khác nhau, chúng ta phải dùng gì? Hàm đặc trưng để chúng ta biến đổi và chúng ta đưa về cái biểu thức hàm đặc trưng. Ta xét cái hàm đó và chúng ta tìm được cái mối liên hệ giữa U và V ha. FU bằng FV đấy. FU bằng FV. Để chúng ta biết thằng này nó đơn điệu ra suy ra là U bằng V. Và cuối cùng nó đưa về biểu thức liên hệ đa thức giữa X và Y thôi. Được chưa? X và Y với nhau thôi. Bây giờ biến đổi biểu thức nào? Biểu thức này. Còn cái này là cái điều kiện để tí chúng ta gộp lại với lại cái biểu thức mà chúng ta biến đổi từ thằng này ra, đúng chưa? Rồi bây giờ mọi người nhìn anh phân tích tí xíu nhé. Bài này người ta hơi đánh đố tí xíu. Anh có tại sao người ta cho x cộng y lớn không chi chỗ này vậy các bạn? Tự nhiên trong cái biểu thức này có chỗ nào x cộng y không? Để ý nè, đầu tiên nếu anh đặt dấu trừ chỗ này ra thì nó lại xuất hiện x cộng y. Vậy có thể mình quăng qua đây nó xuất hiện x cộng y không? Thường cái dạng này khi phân tích các bạn sẽ thấy là gì? Một vế mình sẽ là có một cái hàm logic cộng một cái hàm con là cái hàm đa thức. Cái vế bên phải cũng là logic cộng đa thức, sau đó mình xét cái hàm FT là bằng logic gì đó cơ T cộng gì đó đúng không? Cộng T gì đó. Thì ở đây có cơ số 2 thì anh dự đoán cái hàm đó thường nó sẽ là như này này. Cái dạng hàm nó sẽ là logic cơ số 2 của T rồi cộng T hay gì đó. Tí đạo hàm cái dạng này mình làm hoài. Để ý, làm sao để xuất hiện cái thằng x cộng y và người ta cho x cộng y lớn không để làm gì? À, để chi anh nhân và anh chia cho thằng này x cộng y này. Cơ số 2 này, trên tử anh nhân cho x cộng y này. Thằng này x cộng 2y là nó có rồi anh viết lại thôi. Ở dưới anh sẽ chia cho x cộng y. Đây là gì? Anh thêm vô anh bớt ra.
Đó. Rồi cộng cho x bình cộng 2y bình phương cộng 3xy trừ x trừ y bằng 0, anh giữ nguyên đó ha. Bây giờ mọi người thấy ở trên nền bước khai triển này, x nhân vô đây là x bình, thấy giống chưa? X nhân vô đây là cộng 2xy với lại y nhân vô đây là yx, tạo thành cộng 3xy. Giống chưa? Y chang chưa? Rồi y mà nhân vô đây là cộng 2y bình phương. Lòi ra chưa? 2y bình phương x bình 3xy. Rồi, vậy cái thằng này trên tử, thằng này dưới mẫu mình tách ra logic của thương thì tách ra thành hiệu đúng không? Trong này sẽ là x bình cộng 3xy cộng cho 2y bình phương. Được chưa? Trừ cho logic cơ số 2 của x cộng y. Cộng cho cái này quăng xuống đây ha, viết lại lười quá. Rồi bây giờ mình chỉ cần chuyển vế qua là nó lòi ra cái mà mình cần. X bình cộng 3 lần xy cộng cho 2y bình phương ha. Vậy thì anh phải giữ cái bên này là giữ cái nào lại? Giữ cái x bình cộng cho 2y bình phương cộng 3xy giữ lại ha. Rồi đóng ngoặc lại, thằng này chuyển qua bên này nó sẽ là dấu cộng đúng không? Logic cơ số 2 của x cộng y. Được chưa? Thằng này chuyển qua bên này trừ x trừ y thì chuyển qua sẽ là cộng cho x cộng y. Đó, vậy thôi. Đó là cái cách mà mình quan sát thôi. Vậy xét cái hàm gì? Logic nó có dạng là u thôi, bây giờ mình không xét nữa ha. Làm biết bao nhiêu đề rồi. Mình đúng ra là mình sẽ xét cái hàm FT này là có dạng là logic cơ số 2 của T này cộng cho T đúng không? Nếu đặt T là cái bên trong logic này thì chỗ này sẽ là T. T là bên trong logic thì chỗ này sẽ là T. Thật ra đạo hàm lúc nào nó cũng là gì? F phải T thằng này sẽ lớn hơn 0 thôi chứ không có gì hết ha. Với x và y nằm trong khoảng đó. Không tin thì cứ đạo hàm đi, anh làm nhiều bài rồi chứ không phải một bài cho nên anh nói các bạn là gì, đến đây là các bạn suy ra ngay cho anh u bằng v liền, không có, có giải gì nữa hết. Nên ta thấy là x bình cộng 3xy cộng 2y bình phương bằng cái v của anh ở bên này là bằng x cộng y ha. 100% 100% nó sẽ đơn điệu, tức là nó đồng biến hay nghịch biến gì đó, và chúng ta sẽ xét suy ra được cái này. Một khi đã biến đổi được dạy là hiểu được ý đồ người ra đề là lụm ngay chứ không có ngồi đó mà đi chứng minh làm gì nữa hết, được chưa? Bây giờ chúng ta gom lại tí xíu ha. Bây giờ chúng ta gom lại tí xíu, anh có thằng này là x bình cộng 3xy cộng 2y bình cộng x cộng y. Cái đề bài hỏi người ta là thỏa mãn cái này, hỏi là có bao nhiêu cặp giá trị nguyên xy thỏa mãn ha. X cộng y của anh lớn hơn không? Và đầu tiên là x của anh nhỏ hơn bằng 20, lớn hơn bằng -20 mà thỏa cái biểu thức này. Từ cái biểu thức phức tạp mình đưa về biểu thức đơn giản như thế này. Đến đây mấy đứa để ý cho anh này. Phân tích thành nhân tử cho anh. Ha. Ở đây mình không có đi giải hệ phương trình đúng không? Mình chỉ là đi tìm cái hệ số xy thôi. Mọi người để ý chúng ta phân tích thành nhân tử được không? Nếu anh đặt chỗ này là gì? Đâu, coi cái cách tách thành nhân tử chỗ này nè. Tách sao đây? Bên này mình có x cộng y rồi nè. Các bạn để ý bên này có x cộng y nè. Vậy anh tách chỗ này là... đúng không? Anh tách như sau: x bình cộng xy cộng cho 2xy cộng cho 2y bình bằng x cộng y. Có nghĩa là anh tách cái 3 lần x cộng y này thành x cộng y cộng 2x cộng y. Sau đó anh sẽ nhóm nhân tử chung thằng này x lại thì còn x cộng y đúng không? Cộng cho thằng này, nếu anh nhóm là 2y ra ngoài nhân tử chung thì trong này còn x cộng y không mấy đứa? Bằng x cộng y. Đúng chưa? Vậy đặt x ra ngoài cộng y ra ngoài làm nhân tử chung, bên này anh sẽ còn là x cộng 2y đúng không? Bên này là bằng x cộng y. Rồi chuyển cái thằng này qua bên này đặt nhân tử chung luôn, chuyển qua nó là dấu trừ x cộng y đúng không? Chuyển qua nó sẽ là trừ, chuyển qua nó sẽ là như thế này này, xóa này đi, chuyển qua nó sẽ là trừ nè, trừ nè, x cộng y bằng 0 nè. Và anh đặt cái gì? X cộng y làm nhân tử chung lần nữa ha. Trong này nó sẽ lòi ra gì? X cộng 2y trừ 1 bằng 0. Ok không? Dễ ha. X cộng 2y trừ 1 bằng 0. Các bạn quan sát cho anh. Vì x của anh dương, x cộng y của anh dương. Phương trình này là phương trình tích, mà x cộng y là số dương rồi. Cho nên chúng ta chỉ còn tương đương với thằng này bằng 0 thôi. Tức là anh tương đương với lại x cộng 2y là bằng 1 thôi. Tức là x cộng 2y trừ 1 bằng 0 đấy. Được chưa? X cộng 2y bằng 1 thôi. Vậy chúng ta gom với thằng kia ha. Tại đề bài nó cho mình x cộng y cho nên anh tách ra ha. Anh tương đương với gì? X cộng y, 2y này anh tách ra 1y và anh chuyển 1y của bên này bằng 1 trừ y. Đề bài á là nói gì các bạn? Nói cái x cộng y này là dương, dương. Cho nên là cái thằng 1 trừ y này nó bằng x cộng y nó cũng phải dương. Đúng không? Hay nói cái khác, cái y của anh như thế nào?
1 trừ y mà dương tức là y nhỏ hơn 1. Ngoài ra các bạn quan sát vì cái x của anh nó có giới hạn, nó chạy từ trừ 20 đến 20 đúng không? Chỗ này là trừ 20 nè, cho đến 20 nè. Ví dụ như x bằng trừ 20 anh thế vô đây ha. X bằng trừ 20 các bạn thế cho anh y bằng bao nhiêu? X bằng trừ 20 thế vô đây thì chuyển qua 2y sẽ bằng mấy? Anh nháp ha. 2y sẽ bằng 1 trừ 20 là trừ 19. Các bạn chia 2 xuống là y sẽ bằng trừ 19 chia 2 đúng không? Vậy cái y nhỏ nhất của anh á, là anh thế cái x nhỏ nhất vô thì anh được cái y là nhỏ nhất đúng không? Vậy y hồi nãy là bao nhiêu rồi? Mình đã xác giáo được y là đây. Y là nhỏ hơn 1 nhưng mà nó lớn hơn cái gì các bạn? Lớn hơn trừ 19 phần 2. Anh lấy cái cạnh nhỏ nhất anh thế vô thôi. Ha. Được chưa? Rồi. Vậy các bạn coi thử ha. Y là số gì? Số nguyên. Số nguyên. Vậy nó sẽ có bao nhiêu số? Trừ 19 phần 2 là khoảng bao nhiêu đây? 19 chia 2 là khoảng trừ 9.5 đúng không? Trừ 9.5, trừ 9.5 nhỏ hơn y lớn hơn 1 à nhỏ hơn. Vậy anh được cái gì các bạn? Vì chỗ này có dấu bằng này các bạn. Thật ra chỗ này có dấu bằng này nhưng không ảnh hưởng, nhưng mà anh phải nói cho đúng. Tại vì sao? Chỗ này x nó có dấu bằng trừ 20 cho nên khi thế vào đây chỗ này nó có dấu bằng. Vậy y của anh sẽ có bao nhiêu giá trị các bạn? Có phải là lớn hơn trừ 9.5 là trừ 9 nè, trừ 8, trừ 7, trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 và 0. Đúng không? Không lấy 1 vì chỗ này nó nhỏ hơn 1 rồi. Theo cái chỗ này chúng ta đánh giá là đề bài chỗ này cho lớn hơn 0 này, không có dấu bằng chỗ này nè. Vậy anh có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh có 10 giá trị nguyên của y. Thì có phải các bạn nhìn xuống đây ha, y và x nó liên hệ bằng x cộng 2y bằng 1. Vậy cứ mỗi giá trị nguyên của y thì có được một giá trị nguyên của x thôi. Vậy có bao nhiêu cặp các bạn? À có 10 cặp. Đáp số của mình là câu C. Ok không? Câu C đúng chưa? Đó ha. Đánh giá ok không? Cũng là một cái sử dụng hàm đặc trưng nhưng mà đánh giá nó là như vậy ha. Đánh giá cặp số nguyên xy. Khá là hay. Bạn coi ha, thắc mắc cái gì thì các bạn có thể hỏi cho anh ở trong group cũng được ha. Rồi, tiếp tục anh qua câu tiếp theo. Câu tiếp theo của mình là câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của M thuộc cái đoạn là trừ 2020 đến 2020 để cái hàm số này đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng? Thì chúng ta nhớ dạng này chúng ta làm quen thuộc ha. Y phải ra chúng ta cô lập M thôi. Nó là 3x bình phương trừ cho 12x cộng cho m. Để nó đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng thì thằng này phải như thế nào? Lớn hơn hơn 0 với mọi x nằm trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đố các bạn chỗ này có dấu bằng không? Có. Tại sao? Tại đây là hàm đa thức, hàm tam thức bậc 3. Dấu bằng nó xảy ra tại hữu hạn điểm cho nên chúng ta lấy dấu bằng. Còn nếu đó là hàm phân thức hữu tỉ chúng ta không lấy dấu bằng. Hàm căn chúng ta phải để ý không lấy dấu bằng. Được chưa? Hàm căn hay hàm phân thức hữu tỉ phải chú ý cho anh á, không lấy dấu bằng. Nhưng mà cái hàm đa thức bậc 2, bậc 3, bậc 4 ta lấy dấu bằng. Tại vì dấu bằng này chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm, tức là khi anh giải phương trình này mà có nghiệm á thì nó xảy ra tại hai điểm thôi, hai điểm cực trị thôi. Vậy ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta cô lập m, m sẽ lớn hơn bằng, ta chuyển vế thằng này qua là gì? Trừ 3x bình phương cộng 12x. Đúng chưa? Chúng ta đặt cái hàm này là hàm gx trong cái khoảng từ 0 tới dương vô cùng, đúng chưa? Chúng ta xét dấu, chúng ta thấy thằng này muốn lớn hơn cả cái hàm gx thì nó phải lớn hơn bằng cái giá trị lớn nhất của cái hàm này, đúng không? Trong cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Để tìm giá trị lớn nhất của hàm này, mọi người có thể đạo hàm lập bảng biến thiên hay gì đó cũng được, vân vân. Anh thì những cái bài đơn giản anh ít khi dùng bảng biến thiên lắm, anh đánh giá đại số thôi. Các bạn để ý cho anh này ha. Trừ 3x bình phương cộng 12x, nó là tam thức bậc 2, chúng ta đánh giá rất là dễ. Anh đặt trừ 3 ra làm nhân tử chung, trong này sẽ là x bình trừ 4, đúng như vậy không? X bình trừ 4 đó mấy đứa, nhân vào đây là trừ 3x bình trừ 4, trừ 4x chứ đúng không? Đó, x bình trừ 4x, nhân vào đây là cộng 12x. Rồi, số này là số trừ 3 để anh ngồi, trong này anh phải đưa về hàng đẳng thức thì anh mới đưa về dạng A bình và anh đánh giá được, đúng không? Nó có x bình trừ 2 lần 2 nhân x, có phải là trừ 4x anh tách ra như vậy không? Vậy cái b của anh này, x của anh là a rồi, 2 là cái hàng đẳng thức rồi, 2 lần ab đó. Vậy chỗ này anh phải cộng thêm 2 đúng không? 2 bình phương là b bình phương đấy. Vậy có phải là cộng thêm 4 không? Anh cộng thêm 4 thì anh phải như thế nào? Anh trừ đi 4 đi. Đây là anh thêm vô anh bớt ra,
Còn thằng này là anh tách cái số trừ 4 x ra cho các bạn xem. Thì ở đây là trừ 3 nè. Ở trong này các bạn để ý cái cụm này anh sẽ viết thành gì? Có phải là x trừ 2 tất cả bình phương không? Trừ 4 không? Sau đó anh nhân cái số trừ 3 này qua, nó sẽ bằng là trừ 3 nè, x trừ 2 tất cả bình phương nè, trừ 3 nhân với trừ 4 là thành cộng 12 nè. Đúng không? Mình quan sát sao? À, thằng này á là nó luôn luôn lớn hơn bằng 0. Vậy nó nhân cho trừ 3 nữa, cả cái này nó cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0. Nó cộng cho 12 thì cả cái hàm g của mình sẽ luôn luôn lớn hơn bằng 12. Ok không? À sorry, anh nhầm tí ha. Đánh giá lại, nhầm cái dấu trừ, anh quên cái dấu trừ chỗ này ha. Nếu không có dấu trừ thì vậy là đúng, còn nếu có dấu trừ thì ta ngược lại chứ, đúng không? Đầu tiên, x trừ 2 tất cả bình luôn luôn lớn hơn bằng 0, đúng rồi. Chỗ này nó nhân với số âm. Một số lớn hơn bằng 0, số dương á nhân với số âm thì nó phải như thế nào? Nó nhỏ hơn bằng 0, đúng không? Khi mà nhân cho trừ 3 chỗ này là số âm nè, thì nguyên cái biểu thức là trừ 3 lần cái này nó phải nhỏ hơn bằng 0. Nó nhỏ hơn bằng 0 mà cộng 12 thì đáp số chỗ này nó phải nhỏ hơn bằng 12 mới đúng. Mấy bạn hiểu chỗ này không? Khi mà chỗ này là số dương á thì mình cứ đi dương luôn, còn nó đã số âm thì mình phải quan sát cho đúng. Bản thân nó dương mà nó nhân với một số âm thì nó phải nhỏ hơn bằng 0, phải cộng thêm một số nữa nó sẽ nhỏ hơn bằng số đó. À, cái hàm g của anh này luôn luôn nhỏ hơn bằng 12 thì max của anh là bằng nhiêu các bạn? Là bằng 12 gì nữa. Đúng không? Vậy đáp số của anh là m này sẽ lớn hơn bằng 12. Rồi coi thử đề bài nói gì ha. Đề bài nói gì đây? Nó ràng buộc cái m là từ trừ 2020 đến 2020. M của anh là lớn hơn hoặc 12. Lớn hơn hoặc bằng 12 mà nằm trong cái đoạn từ trừ 2020 đến 2020 thì mình sẽ lấy từ 12 cho đến 2020, đúng không mấy đứa? Là có bao nhiêu số nguyên mấy đứa? Lấy số hạng cuối là 2020 trừ số hạng đầu là 12, sau đó cộng thêm 1, các bạn sẽ ra được đáp án. Công thức này lớp 4, lớp 5 gì đó ha. Giải số hạng liên tiếp ấy. 2020 mà trừ 12 là anh còn 2008, đúng không? 2008 cộng 1 nữa là ra 2009, coi có không? Đó, đáp án D của mình là đáp án chính xác. Được không? Dạng này thì cô lập M thôi chứ không có gì hết. Không có khó gì hết ha. Rồi, câu cuối cùng, câu 50 ha, cực phẩm siêu khó của mình ha. Chóm tầm cái tập hợp A có bao nhiêu chữ số đó, gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất là 3 chữ số. Các chữ số đơn một khác nhau được lập thành từ cái tập này. Chọn ngẫu nhiên một số từ cái tập S tính xác suất để số được chọn có chữ số tổng các chữ số là bằng 10. Bài này phải liệt kê rồi, cho nên các bạn thấy nó khó lắm, ta liệt kê chúng ta thiếu trường hợp là nó sinh ra đáp án sai thôi. Mình phân tích thứ nhất, mọi người phải tìm cho anh N omega là cái không gian mẫu á. Không gian mẫu của mình là gì? Là tất cả số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số. Có nghĩa là gì? Có thể có 3 chữ nè, có thể có 4 chữ nè, có thể có 5 chữ nè. Tại vì thằng này sao? Thằng này nó đang có 5 chữ số mà. Vì nó không có số 0 cho nên nó dễ nha. Thêm số 0 như nữa là bó tay luôn á. Rồi, nếu mà là trường hợp 3 chữ số á, đôi một khác nhau thì các bạn dùng, các bạn có thể đặt là như thế này: A, B, C ha. A1, A có mấy cách chọn, B có mấy cách chọn, C có mấy cách chọn. Ta có thể làm vậy. Tuy nhiên bây giờ làm nhanh cho như dễ ha, mình dùng thật trăm lòng chỉnh hợp thôi. A bao nhiêu các bạn? A 3 năm thôi chứ gì đâu ha. Anh có 5 số mà anh lấy 3 số trong 5 số ra để anh đi sắp xếp thành một số thì có phải là anh có A 3 năm cách chọn không? Tức là anh có A 3 năm số. Thằng này lấy 4 là A 4 năm. À, được chưa? Thằng này có 5 là A 5 năm. Và anh cộng hết lại để anh được không gian mẫu của anh ha. Không gian mẫu là 3 thằng khỉ này cộng lại ha. Cộng lại nó sẽ là bao nhiêu đây? A chính là cái P của bạn trong này ha. Bây giờ 5A3 tức là 5P3 cộng cho 5P4 cộng cho 5P5 bằng 300 ha. Vậy anh được N omega của anh là bằng 300. 300. Vậy tính xác suất của mình á, cái mẫu của mình là chia 300 cái đó nè. Được chưa? Rồi. Các bạn thấy số đẹp không? Tất cả số này đẹp, đẹp hết. Vậy thật ra nếu mà anh dự đoán á,
À, thật ra bài này không dự đoán được. Nếu mình dự đoán theo cách bình thường, mình sẽ coi thử cái mẫu và cái tử là tí là nó rút gọn từ 300 đó. Cho nên là nếu lấy 300 mà chia hết cho số nào dưới này thì mình, nếu mà chia không hết thì mình sẽ loại. Nhưng mà thật ra ba bốn số này 25, 30, 25 đều là 300, nó đều chia hết, chúng ta không loại được đáp án nào hết. Bây giờ chúng ta tìm coi số kết quả thuận lợi cho biến có A. Cái số của mình được chọn á là phải có tổng các chữ số là bằng 10. Được không? Tổng các chữ số được chọn bằng 10. Có nghĩa là trong trường hợp mà nếu là 3 chữ số á, thì cộng 3 thằng lại nó phải bằng 10. Trong trường hợp là 4 chữ số á, phải cộng nó lại bằng 10. Và 5 chữ số là cộng lại nó cũng bằng 10. Cho nên các bạn quan sát ở đây chia các trường hợp anh chia như sau ha. Hồi nãy như mình nói là mình có ba cái, một cái là số có 3 chữ số, số có 4 chữ số và số có 5 chữ số. Yêu cầu của mình là tổng các chữ số nó cộng lại bằng 10. Không gian mẫu thì hồi nãy anh đã phân tích cho các bạn rồi, nó là 300 ha. Rồi, tiếp tục các bạn coi ha. Anh gọi A x là biến cố, tổng các chữ số được chọn là bằng 10. Thì các bạn tập con của số phần tử của thằng này là bao nhiêu các bạn? Thứ nhất, nếu nó là số có 4 chữ số thì anh phải chọn là 1, 2, 3, 4. Anh có 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Anh sẽ chọn 1, 2, 3, 4 vì cộng này lại nó ra 10. Thằng này cộng này là 3, 3 cộng 3 là 6, 6 cộng 4 là 10. Các bạn hiểu không? Rồi, thằng A2 á, tức là số nếu mà anh chọn số trong, anh chọn trong cái đống mà số có 3 chữ số á, thì chỉ có 3 số này cộng lại bằng 10 thôi. Đó là 2, 3, 5. Được chưa? 2, 3, 5 cộng lại là 10. Và trường hợp thứ 3 là này, cũng là số có 3 chữ số, nhưng mà 1, 4, 5 cộng lại nó cũng bằng 10. Số có 5 chữ số thì chúng ta không thể nào cộng lại bằng 10 được. Tại vì 5 chữ số là chọn hết này gì nữa, phải cộng lại nó dư rồi, nó hơn 10 rồi. Cho nên ta loại cái trường hợp đó đi, được không? Cái trường hợp mà hồi nãy mình đã nói phân tích á, nó có bao nhiêu số có 5 chữ số các bạn? À, nó có A55 số có 5 chữ số. Được chưa? Vậy trong trường hợp đó là chúng ta loại đi. Còn trong trường hợp mà 3 chữ số á, thì chúng ta có một trường hợp là A1. Trong trường hợp mà xin lỗi, 4 chữ số là chúng ta có một trường hợp là A1. Trong trường hợp mà số có 3 chữ số á, thì anh có hai trường hợp là A2 và A3, tức là ba cái bộ này, bộ số này lựa ra, liệt kê ra ha, là tổng nó cộng lại bằng 10. Tiếp theo các bạn để ý, ví dụ như anh thành lập số đúng không, thì trong này là bốn số anh có thể hoán vị cho nhau được không? Được, đúng chưa? Đầu tiên là anh chọn cái bộ này trước ha, bộ này thì chỉ có một cách chọn thôi, bộ này cũng chỉ có một cách chọn thôi, bộ này cũng chỉ có một cách chọn thôi. Sau đó bước tiếp theo là gì? Anh đi hoán vị các bộ số này lại với nhau, anh cho thằng nào đứng trước cũng được hết, tại vì đứng vị trí nào cũng được. Tại vì sao? Đề bài chỉ yêu cầu tổng cộng lại bằng 10 là ok đúng không? Vậy tương ứng với bộ A1 á thì anh có 4 dây thừa nữa. Đúng ra nó sẽ là gì? 4 dây thừa. À, được chưa? Tiếp theo A2 anh sẽ có 3 dây thừa cách chọn nó đi, và A3 anh sẽ có 3 dây thừa cách hoán vị nó đi. Vậy anh có 4 dây thừa, 3 dây thừa và 3 dây thừa. Được chưa? Sau đó anh sẽ cộng lại. Đúng công thức chỗ này là như thế nào? 4 dây thừa này anh nhân với gì nữa các bạn? Nhân với 1 cộng cho 3 dây thừa, nhân với 1 cộng cho 3 dây thừa, nhân với 1 mới đúng. 1 này là gì? Tức là mỗi trường hợp anh chỉ có một bộ số thôi. Sau đó bước tiếp theo, sau khi chọn được một bộ số rồi, là anh đi hoán vị bốn cái số trong bộ số đó, hoặc là anh đi hoán vị ba cái số trong bộ số đó, hoặc anh đi hoán vị ba cái số trong bộ số này. Vậy mỗi bước á, là mình chưa hoàn thành công việc. Đây là bước 1, bước 2 anh sẽ xài quy tắc nhân. Tương tự bước 1, bước 2 xài quy tắc nhân. Nhưng mà ứng với mỗi trường hợp anh đã hoàn thành công việc, cho nên anh sẽ cộng lại ha. Cho nên sẽ là 4 dây thừa cộng 3 dây thừa cộng 3 dây thừa là bằng 36. Vậy đáp án của mình sẽ lấy 36 mà chia 300 và là bằng 3 phần 25. Cái khó của bài này, dạng bài này là gì? Liệt kê cho đủ. Chứ liệt kê mà sót là sẽ sai. Nhưng mà thật ra nó cũng không khó lắm. Vì sao? Cái bộ số của mình nó chỉ có 5 số này thôi, cho nên các bạn liệt kê cũng được, chứ không có gì hết. Mình liệt kê là có bao nhiêu bộ ha. Ví dụ ứng với trường hợp số có 5 chữ số thì mình liệt kê ra, ứng với trường hợp số có 3 chữ số thì mình liệt kê ra có bao nhiêu bộ, ứng với trường hợp số có 4 chữ số thì mình liệt kê ra có bao nhiêu bộ. Thì ở đây mọi người thấy chỉ có số 4 chữ số và 3 chữ số là có khả năng thôi. Còn cái số 5 chữ số á, thì mình cộng hết này lại, tất nhiên nó phải lớn 10 rồi. Cho anh loại đi, mọi người hiểu không? Rồi, ok. Bài kết thúc ở đây. Đáp số câu này của mình là câu B. Thì mọi người thấy sao? Nó tương đối là khó, một câu 50 trong đề đúng không? Xác suất. Rồi chúng ta thấy cái bài này chúng ta học được rất là nhiều dạng bài, ôn lại cũng có mà học mới cũng có, cho nên các bạn cố gắng cho anh ha. Ở đây anh đã phân tích rất là kỹ cho các bạn những cái dạng ở đây rồi ha. Thì cố gắng nên chúng ta cùng phấn đấu để chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thắc mắc thì chúng ta comment trong group của mình trao đổi ha. Để chúng ta qua một cái đề tiếp theo, đó là đề số 7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.